Trước khi trả lời câu hỏi, em xin được gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất tới quý ban chương trình Đọc Sách Vì Tương Lai, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các ban ạ. Em rất vui khi được biết tin mình được lọt vào vòng chung kết của chương trình và điều vui hơn nữa là được biết chủ đề của mình là kể chuyện tranh lịch sử Việt Nam nên em đã đọc và tìm hiểu các câu chuyện lịch sử nhiều hơn để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Được vào vòng chung kết, em được sự hỗ trợ của quý thầy cô giáo cùng bố mẹ, mọi người đã dạy cho em cách đọc, cách diễn đạt làm sao cho rõ ràng và lưu loát hơn. Em đã được bố mẹ dẫn đi tham quan các khu di tích lịch sử để trải nghiệm thực tế. Hình thức sân khấu hóa như năm nay, em nghĩ đó là một cơ hội để cho chúng em trải nghiệm và thử thách bản thân mình nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học tập và hoàn thành tốt để không phụ lòng ban giám khảo của chương trình, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đã bình chọn cho em. Nếu đạt giải cao, em sẽ dùng một phần vào việc mua sách tặng cho thư viện của trường em. Và nếu có thể, em sẽ đi đến những địa danh trong sách mà em đã đọc để quay lại những clip cho các bạn cùng biết đến ạ. Qua cuộc thi, em thấy mỗi cuốn sách như một người thầy kính yêu của mình vậy. Càng đọc, em càng thấy những điều mình biết như nước ở trong cốc, còn những điều em chưa biết thì như biển rộng bao la. Vì vậy, em mong các bạn hãy giữ gìn và yêu quý sách và dành một chút thời gian đọc sách mỗi ngày để tạo thói quen rất là có ích trong việc học tập các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!